Hello, em xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Em kênh thương hiệu Đồng Ngã TV xin kính chào anh chị bà con cô bác. Và hiện tại trong buổi sáng sớm nay em xin báo giá cho các bác anh chị bà con cô bác và vải U Hồng và vải Thanh Hà các bác nhé. Và vải Thanh Hà hôm nay em đã thấy ra rất nhiều. Và thứ hai là các điểm cân hôm nay đã hoạt động trở lại rất là nhiều nhé. Các điểm cân ở ngã ba Đồng Cốc nhé. Hiện tại ngã ba Đồng Cốc nhé. Em sẽ đếm cho các bác này. Một điểm này, hai điểm này. Bên này có hai điểm này, hai điểm cân. Và bên này là có một này, là ba này. Xe này các đi miền này, là bốn này. 5, 6, 7, 8. 8 điểm cân ngã ba Đồng Cốc và hai điểm cân ở dưới ngã ba Đồng Cốc một chút đường rẽ vào làng Chay nhé. Thì hai điểm đó là 10 điểm cân ở ngã ba Đồng Cốc. Thì coi như là các bác chắc chắn hôm nay rất thưa vải và dễ bán không nhé. Chúc mừng các bác cũng như là chúc các bác một ngày mới cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và sẽ bán được cái giá vải nó cao các bác nhé. Rồi, bây giờ em sẽ xem này là mấy giờ các bác nhé. Rồi, hôm nay bây giờ là 6 giờ 32 phút. Hôm nay là 30 tháng 5 năm 2021 của dương lịch các bác nhé. Đây là chủ nhật này. Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2021 của âm lịch các bác nhé. Rồi, mời các bác theo dõi kênh cũng như để em chia sẻ cho các bác từng giá cả nhé. Từng sản phẩm một cũng như là vải Thanh Hà và U Hồng nhé. Các điểm cân hôm nay rất ít vải các bạn, rất ít vải và bán rất dễ luôn. Vào cái là bán ngay các bác nhé. Các điểm cân là cân gần như không có vải mấy cân này. Hôm nay ngã ba Đồng Cốc lại khả năng tình trạng thiếu hàng rồi các bạn. Giờ bây hơn 6 giờ tí thôi mà đã không có hàng rồi này. Đây, không có hàng các bạn, vắng tanh này. Rồi, em mời các bác theo dõi nhé. Để xem các cửa cân hàng để xem cân được bao nhiêu. Thì đẹp vẫn cứ 20-22 các bác nhé. U Hồng đẹp vẫn 20-22 và tầm trung thì vẫn giá 16-17 các bác nhé. Đấy là chia sẻ cho các bác. Rất ít vải các bác. Hôm nay sẽ chúc các bác sẽ bán được cái giá nó sẽ nhích lên, chắc chắn là sẽ nhích lên vì hôm nay ít vải như này. Và các điểm cân hôm nay gần như Tân Hoa hôm nay có một điểm shop nha các bác nhé. Tân Hoa hôm nay có một điểm shop thì cũng như là để chia sẻ như vậy để cho các bác biết là những cái khu vực nào có điểm cân là để cho các bác được bẻ vải đi bán. Và là trong ngày hôm nay thì gần như là Thanh Hà, U Hồng cân rất mạnh rồi các bác nhé. Thanh Hà và U Hồng cân rất mạnh. Giờ nó tùy từng loại vải, Thanh Hà là cứ 15-16 đổ lên các bác nhé. Thì em tí nữa em sẽ quay một số xem có các bác cho xem sổ không thì em sẽ quay các bác nhé. Rồi em sẽ mời các bác vào điểm cân thứ nhất này nhé. Điểm cân này cân khá mạnh nhỉ. Xem cân các bác cân được cái giá trung bình là bao nhiêu. Bán bao nhiêu đây? 13. Anh ơi, 13 này có này. Thẳng lên xe đi không bị gì đâu. U Hồng giá 13 này. Nó tùy từng loại vải các bác nhé.
4. Quay từ đâu về? Anh tôi quay đây. Ở dưới kia có đâu nhỉ? Hả? Có 10.000 lại không? Rồi các bác nhé, thì em vào cái điểm cân của Cường Thương là ngã ba Đồng Cốc này thì cũng như là cân cái giá là tùy theo từng loại vải, thấp nhất là 10.000, còn cao nhất là 14-15.000 thôi nhá. Vải có u hồng các bác nhé. Và là cân điểm cân này cân hàng chung thôi. Rồi thì cũng như điểm cân của Cường Thương thì cân cao nhất là 15 các bác nhá, thấp nhất là 10.000 các bác nhá. Vải u hồng nhá. Em nhắc lại như vậy để cho các bác nắm được cái thời điểm cũng như là cái giá cả của ngày hôm nay nhé. Cái nhà nó trả bao nhiêu á? 16 à? Cái nhà này giá từ 15-16 đổ lên các bác nhé. Nói chung là xấu đẹp tùy theo từng loại vẫn bán được các bác nhé. Đây, mời các bác vào cái xe này, cân tăng bo này về đâu thì không biết, này còn khá nhiều này. Cân cao nhất bao nhiêu em? 13. Các bác nhá, thì cái xe này, xe tăng bo này là cân hàng cũng hàng chung, có nghĩa là từ 10.000 cho đến 13, 14, 15.000 các bác nhé. Tên của anh là gì đấy? Tên thương hiệu Lục Ngạn. Đây thực sự ít vải các bạn, nhưng vải đẹp các bác chăm bón được mà đẹp mà quả to đấy, mã đẹp thì các bác bán vẫn cứ 20-22 các bác nhé. 20-22 của U Hồng nhá. Đấy. Bao nhiêu anh? 15. Chậm hồng. Chào bác Quân nhá. Ra ra. À 15 U Hồng này các bác này. À đây. Em cân chậm hồng nha các bác nhá. Nên là đây. Rồi, mời các bác vào trong cái điểm cân trong phòng này xem là cân được cái giá cao nhất là bao nhiêu các bác nhá. Để các bác tham khảo giá cả đó. Cân đỉnh dài dưới này. Cái nhà bán bao nhiêu bác ạ? Này 15 à. Thanh Hà giá 15 các bác này. Thanh Hà này. Đây à? Chưa được 9 mấy. Thương hiệu Lục Ngạn à? Vâng. Chưa 9. Đây bên này Thanh Hà mới cân được mấy tạ đâu các bác. Thanh Hà U Hồng này. Cao nhất. Rồi các bác ạ, thì xuống 3-4 điểm này thì ngó vào cái điểm cân của Trọng Hồng này cân giá khá cao các bác nhá. Gọi là so như mấy điểm kia là có điểm cân Trọng Hồng là cân cao nhất là 15, thấp nhất là 17. À cao nhất là 17, thấp nhất là 15, xin lỗi các bác nhé. Thì có nghĩa là những cái lớp tầm tầm này là bán được tầm 15.000 đổ lên là các bác rất ok. Bán bao nhiêu cái này bác? 14 à? Nó tùy ra từng loại vải quá. Rồi, em mời các bác theo dõi thêm vài điểm nữa để cho các bác so sánh, để sao biết sau những cái số và điểm cân tên tuổi đàng hoàng nhá. Thì có nữa để cho các bác em nói trong video đó, để cho các bác ngã ba Đồng Cốc nhá. Thì các bác thấy có những cái điểm cân là nó duy trì được, nhất là vào những cái điểm cân người ta cân nó thực tế, trừ cân ít này. Thì các bác hãy đến để bán nhá. Điểm cân này là một tạ lùi 6 cân nhá.
giảm cân nhé. Từ 20.000 đó lên là ông được rồi. Rồi thì các bác nhé, em vừa mới đang đứng ở trong điểm cân của anh Năng Đào các bác nhé, bên dưới ngã ba Đồng Cốc một chút. Những điểm cân này anh ấy cân khá cao, cái U Hồng thì sàn sàn cái tầm 20.000 nhé. Còn Thanh Hà thì anh ấy mua cái loại nó đắt hơn một chút, là có nghĩa là từ 20 cho đến 26. Thanh Hà đẹp nhất là 26 các bác nhé. Hôm nay Thanh Hà cân cao hơn. Cái này bán bao nhiêu anh? Thanh Hà này. Đây Thanh Hà có đấy, Thanh Hà nhá. Ui, cái này là hơn 2 tạ đấy kìa. Bán bao nhiêu? 21 à? U Hồng 21 các bác nhá. Anh hỏi em được gặp một. 1 tấn 20 triệu, 100 tấn thì 200 triệu. Rồi các bác nhá. À, giá 21 của U Hồng này rất đẹp nhá. Đẹp cân Năng Đào nha, bên dưới ngã ba Đồng Cốc nhá. Đấy, các bác có vải đẹp hãy đem xuống khu vực này bán nha các bác nhá. Giá bao nhiêu? 18 á. Đây giá của 18 các bác này. Nó tùy từng theo loại vải nhá. Rồi em sẽ mời các bác xuống một điểm cân nữa để các bác so sánh nữa, thì cái điểm cân bên dưới chỗ điểm cân Năng Đào này thì điểm cân kia cân cũng cao cả. Có ở ngã ba Đồng Cốc thì chỉ có hai điểm hàng hoa cân hàng này là hàng này là cân đẹp nhất nhá, điểm Năng Đào. Bán thì cũng bán xuống dưới, bán người ta mua nhanh bán nhanh. Bán được rồi, điểm cân này như cân cao. Nó chỉ trọt nó dễ. Nào đó. Thôi bình tĩnh. Đâu. 20 các bạn này, U Hồng 20 nhá. Rồi, em mời các bác xuống cái điểm cân bên dưới điểm cân của Năng Đào nhá. Thì cái điểm cân này cân khá cao này. Ở Đồng Cốc có hai điểm cân này cân cao nhất rồi. Rồi em mời các bác vào theo dõi kênh nhé, cũng như là theo dõi giá cả và mẫu mã sản phẩm từng sọt vải nhé các bác nhé. Đấy, cái này khá to đẹp này các bác này, to đẹp thế này, trong trên 20 rồi. Bán bao nhiêu? 20 à? Ta xem giá cái này. Tiến Linh à, tiện Hải Luyến 20 các bác nhé. U Hồng 20 các bác này. Đẹp từ đít lên đến đầu. Đấy, các bác cứ chăm được vải như này đi bán cũng sướng này các bác này. Đến cái là vẫy vào cân ngay, không có gì phải lo lắng luôn. Đấy, các điểm cân U Hồng và Thanh Hà đã hôm nay đã cân rất nhiều rồi các bác nhé. Các điểm bây giờ cân rất nhiều. Rồi các bác thì điểm cân của Hải Luyến này thì là đang ở cái mức giá là 20 các bác nhé. 20 và đến 24 của Thanh Hà 24-25 các bác nhé. Đây là Thanh Hà các bác này. Hôm nay là rất là điểm cân nào cũng thấy cân Thanh Hà rồi các bác nhé. Thì có nghĩa là Thanh Hà bắt đầu chớm vào đầu vụ rồi các bạn. Thanh Hà chớm đầu vụ. À, nói chung là các bác chăm được vải đẹp và vẫn cứ bán được tiền các bác nhé. Không có lo gì cả, các bác cứ ok đi. Vải các bác chưa chín các bác cứ phun sâu phòng bệnh nhá. Thanh Hà các bạn, số kia chưa chín mấy này, chỗ bên này đẹp hơn này.
18 ca. Đấy, bám cái điểm đấy cũng được. Để nó cân nó trừ trọt là đàng hoàng ấy. Ừ, nó không nhùng nhàng. Nếu mình bán cái giá mà tầm 20 mà nó nhùng nhàng thì phức tạp hết đấy. Nhiệt. Mà nó được hơn thì. Hả? Rồi các bác nhá, thì cái điểm cân của Hải Luyến này là cao nhất là 24-25 các bác nhá. Và chênh với của điểm cân của Năng Đào thì chỉ chênh nhau khoảng độ 2.000 một cân thôi. Về hàng đẹp các bác nhá. Rồi các bác ạ, điểm cân của Năng Đào này cân trừ trọt rất là ok nhá. Các bác có vải đẹp hãy đến điểm cân của Năng Đào bên dưới ngã ba Đồng Cốc 200m các bác nhá. Bên tay phải hướng từ Tân Hoa đi xuống là bên tay phải các bác nhá. Khách đẹp luôn vì cân hàng tàu hàng Trung Quốc các bác nhá. Cân hàng này hàng đi Trung Quốc các bác nhá. Bao nhiêu anh? 21 à? Bán cửa này được anh ạ. À, em đi quay nhiều biết cửa này bán nó. Ờ, hai cửa này. Em vào đây bán thôi, mà đi gọn dưới kia lằng nhằng lắm. Này giá 21 các bác ạ. À, U Hồng này. Chẳng cân Năng Đào nhé. Rất đẹp rồi. Chúc mừng các bác nhá. Vào đây bán thôi bác ạ. À. Có cái vải đẹp cứ vào đây mà bán. Em quay đi quay nhiều em biết, em khuyên các bác như thế thôi. Để các bác bán được giá, rồi thứ hai là nó đỡ trừ trọt nhiều những điểm cân nào nó uy tín. Em bảo các bác vào là các bác cứ vào thôi, không có phải ngại gì hết. Em là người là nhà nông làm vườn cũng như là làm video để chia sẻ cho các bác, như vậy là các bác nắm được. Rồi thì video em làm có thời lượng thì em sẽ xin phép tạm dừng video đây nhé. Kính chúc anh chị bà con cô bác tất cả mọi người, các chị trên mọi miền tổ quốc mà các tỉnh lân cận khác mà có trồng về cây vải thiều nhé, thì các bác hãy giữ gìn sức khỏe tốt cũng như là ít tiếp xúc với cộng đồng, thì các bác để vụ vải bán làm sao cho nó an toàn và được cái giá cao nhất để cho các bác có cái phần chi phí và cái tiền để lúc anh em mình đầu tư vào vườn vải các bác nhé. Các bác xem thực sự video thấy hay và hữu ích, các bác hãy đăng ký kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV và kênh Thuốc Trị Bệnh Tạo Mã nhé. Em thân ái chào tạm biệt anh chị và con cô bác nhé.